Xin chào anh em. Đây là chiếc xe Focus. Vâng, và chiếc xe này là đời 2007. Anh ấy đi một chỗ từ đầu đến bây giờ đi được khoảng 6 vạn, quá ít. Và chiếc xe này thì bây giờ chắc trị giá nó khoảng hơn 200, là cạnh 200 triệu. Thì một chủ trừ từ đầu mà chạy quá ít thì mà cũng chả có nhu cầu đổi xe. Do vậy thì anh qua để nâng cấp những cái sản phẩm công nghệ này, rồi thì bảo dưỡng đại tu. Tính ra anh vừa mới báo là hết khoảng 40, thì mất 20 vào đồ chơi, 20 vào thay dầu rồi bảo dưỡng đại tu. Thì một chiếc xe cũ, nếu như anh em không có nhu cầu đổi xe nâng đời, mà anh em muốn chiếc xe mình nó thông minh hơn, nó trải nghiệm tốt hơn, âm thanh hay hơn, vào được mạng công nghệ nhiều hơn cả cây xe 2020, thì đầu tư vào đây một ít cũng được. Như vậy thì chúng ta vẫn chiếc xe này chạy rất là ngon, mỗi tội là giảm giá thôi, chứ còn bình thường Focus với cả Ford Mondeo, anh em nào đang đi Ford Mondeo mà đổi sang xe khác là phải đổi còn cao hơn cơ. Đấy, thì kể cả mà anh đang đi Focus mà đổi sang, phải đổi sang dòng xịn, mà trong tầm tiền này mua con này thì không có con nào ngoài Ford cả. Mỗi tội hay mất giá thôi, chứ còn lái thì vô cùng sướng anh em ạ. Chắc anh em biết đến rồi. Thế thì một số món đồ công nghệ mình trang bị trên chiếc xe này. Đây là một bộ màn hình liền K360, cũng như là một bộ loa và một quả loa trầm. Mình sẽ quay đến đây cho mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái camera đằng trước này. Đó, cũng như là bốn cái mắt cam xung quanh, kết hợp một chiếc màn hình Android, một quả loa siêu trầm. Mình sẽ quay một vòng cho anh em xem. Nghĩa là nếu như anh em không có nhu cầu mà đổi xe ấy, thì có thể là trang bị một số công nghệ này. Thì ví dụ như đây là anh chọn cái phân khúc cao thôi. Đấy, anh em có thể chọn những cái phân khúc tầm 3.8 triệu có một màn hình Android rồi. Rồi thì 9.5 triệu cũng có một hệ thống mà màn hình liền K360 rồi. Thì gói này nó cao hơn anh em ạ. Gói này 12 triệu. Thì như vậy nó cũng rất là ngon. Đây, quả loa trầm đây. Em có thể soi đèn hồi anh một chút. Cũng như là hệ thống loa cánh này mình thay lại hết anh em ạ. Đấy, đến bây giờ là cũng được 13 năm rồi. Đây, mình quay lại đây, hơi tối nha anh em thông cảm. Đây là quả Pioneer nhá, hàng xịn. Đấy, quả này đánh thì siêu trầm luôn. Và nó rất là êm, trầm. Đấy, Pioneer thiết kế bao giờ nó cũng vậy thôi. Rất nhỏ gọn và đẹp. Đó. Sau đấy chúng ta sẽ đắp cái này lại này. Đấy, anh cũng mới thay luôn bộ thảm mới đấy. Đóng cửa cũng rất chắc chắn và dòng này nhá. Riêng cái thân vỏ con này gần dày hơn cả Focus đời mới luôn. Cái cửa của nó dày gì? Đúng rồi anh ạ. Nói chung là Ford thì nói chung là anh em mà đang đi Focus hoặc Ford Mondeo mới hiểu được cái chắc chắn của nó. Mỗi tội mất giá thôi. Nghe video. Rồi ok, mình sẽ quay vào trong này. Không thể mất hơn được. Chiếc xe này không thể giảm hơn được nữa anh ạ. Thật sự không thể giảm hơn được nữa. Đây anh em ạ. Đấy, chiếc xe này thì chưa có khiển vô lăng đâu. Thì mình độ thêm mấy cái khiển vô lăng này nữa. Đấy, để chúng ta to nhỏ này. Như là nói chung là cái khiển vô lăng này ấy, mình lắp lên thì nó cũng bật đèn. Ok, mình sẽ nổ lên á. Cái này hay là nổ lên phát là nó lên ngay lập tức luôn. Đấy. Rồi em đóng cửa lại. Anh đây quay buổi đêm anh em ạ. Xi nhan này. Đấy, em thấy không? Lái này thì rất là dễ. Ôi xin lỗi nha, cái này nó sẽ ăn vào bản quyền thôi, mình tắt đi. Đấy, lái như này thì rất là dễ lái luôn. Đấy. Chúng ta cũng có bốn cái mắt cam ở bốn cái vị trí. Đấy, vị trí đằng sau này. Và lắp lên thì rất là đẹp. Đây, thực sự rất là đẹp luôn. Mình sẽ bật cái điện lên này. Bật cái điện lên này. Đây, mình sẽ lấy bên ngoài cho anh em xem này. Đấy, nó rất là đẹp mà. Đây, lấy nét màn hình này. Đó, ga số lùi này. Đấy.
Mình sẽ tiến lên một chút nào. Đời 2007 số tự động chạy. Con này lái rất bốc luôn. Ôi xời, tay lái rất đầm. Đấy. Đó anh em thấy không? À. Rất là nét luôn. Đây là ban đêm anh em nhé, có nghĩa là mình quay bên ngoài là có ánh điện thôi, nhưng mà đây, xi nhan phải này. Đấy. Lái này thì yên tâm, thực ra là anh ấy cũng ít lái này, có cái hệ thống cam 360 lái thì nó cũng an toàn hơn bao nhiêu. Đi những cái ngõ hẻm này như biển số này. Rồi thì có nghe nhạc này. Rồi thì rất là nhiều thứ ở trên này. Nghe nhạc trẻ remix. Đấy, thì nó ra. Mình thì mình hay nghe nhạc trẻ anh em ạ. Đấy, sử dụng tăng giảm volume bật lên luôn. Đấy, thì để cho nó to lên. Cũng như là chúng ta có thể là nhỏ xuống. Đấy. Ở đây nói chung là cái thiết bị công nghệ thì chủ yếu là một số món, ví dụ như là camera. Ở đây có là vừa là camera, vừa là camera hành trình, vừa là camera lùi luôn đấy. Rất là tiện để chúng ta có thể xem lại những cái hành trình mà chúng ta đang đi. Đó anh em thấy. Rất là dễ xem thôi. Rồi thì nói chung là một chiếc xe cũ thì anh em có thể độ lại cái ghế này, cái nội thất này thay này, giống như con chiếc xe Ford Escape hôm vừa rồi là anh ấy bọc lại hết coi như những cái phần nhựa này. Đấy là cầu kỳ, còn không cầu kỳ chiếc xe này cũng rất là mới. Đấy, chiếc xe thời đấy mà còn có cả màn hình trần anh em này. Đấy, nó chỉnh chu luôn. Nói chung là ngồi trong xe nổ máy này thì cũng rất là êm. Đánh giá trên chiếc xe đúng thật là anh em đang đi Ford Cut mà Ford Mondeo mà đời 2007 thì đúng thật là nếu mà nâng thì phải nâng đời cao hơn. Chứ nếu mà đi lại hạng A hay là hạng B thì mọi người sẽ không thích đâu. Thường là những anh đi Ford thường là có một cái trải nghiệm nó khác. Người ta cần những cái sự mà mạnh mẽ chắc chắn. Và tất nhiên là cũng không ngại về giá cả bị giảm xuống. Bởi vì Ford thường những cái phân khúc này thường rất là ít người mua. Do vậy là sửa chữa nó đắt hơn một chút. Thì vì là do ít người sử dụng nên mua nó sẽ đắt đồ thôi. Đấy, mình quay lại một chút, nếu mà anh em đang đi Ford Cut này, anh em đang đi Ford Mondeo, những chiếc xe từ đời 22 đổ xuống thì anh em nâng cấp những cái công nghệ này để hỗ trợ cho chúng ta lái xe an toàn, cũng như là giúp cho chiếc xe nó mới mẻ hơn. Anh em vào xe là nghe nhạc, anh em có hệ thống cảnh báo, camera, rồi anh em có nhạc hay, ngồi trong xe, lái chiếc xe này sướng rồi. Đó. Anh em nhớ đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm công nghệ mới nhất từ Trung Auto. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.